Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Hỏi Bãi nha. Hôm nay thì Hỏi Bãi có một con máy cưa xích tay cụt Singu E275 nha anh em nhé. Đó, con này là cái mẫu cưa tay cụt đời cao. Đó, đúng sáng con nằm phía sau nha anh em nhé. Xích cho chuột làm ngắm. Tất cả nguyên zin hết nha anh em. Bao zin 100% hết. Tem mác còn ngon nguyên nhé. Anh em là chốt cây này thì liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345050399 nhé. Đó, tình trạng máy móc thì cái nắp này nó hơi bị bể chỗ áo nan này tí. Đó, mà lại ngon hết. Zin đẹp, có giật trợ lực. Con này rất là nhẹ nha các bác, chỉ nặng khoảng 3 kg thôi. Đó, rất là nhẹ nhàng. Lam là lam dài được 30, sử dụng là 25. Xích chuột. Đó, tất cả nguyên zin hết. Cây này thì bên đang bán với giá là 2.200.000 nha bác. 2.200.000. Bên em bao ship tận nhà cho anh em, tặng kèm rũa xích tiếp mở Uzi tô vít chỉnh. Vỏ lam đầy đủ hết nhá. Đó. Rồi sẽ test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhá. Con này xài tay cụt rất là mạnh này nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em.